Theo đó, trong một tuyên bố về việc chính phủ Pháp bắt giữ ông Durov, Telegram cho biết mạng xã hội này tuân thủ luật pháp EU, bao gồm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, đồng thời cho biết sự kiểm duyệt thông tin của Telegram tuân theo các tiêu chuẩn ngành và không ngừng được cải thiện. Trong tuyên bố, Telegram cũng cho biết, giám đốc điều hành của Telegram, ông Pavel Durov, không có gì khuất tất và thường xuyên đi du lịch ở châu Âu. Tuyên bố cũng cho biết Telegram đang tìm kiếm giải pháp kịp thời để giải quyết tình trạng trên. Trước đó, Pavel Durov, vị tỷ phú đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram, đã bị bắt tại sân bay Le Bourget, ngoại ô Paris, sau khi bước xuống từ máy bay riêng vào tối hôm 24 tháng 8 theo giờ địa phương. Kênh truyền hình TF1 của Pháp dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, Durov bị bắt theo lệnh của tòa án tại Pháp với các cáo buộc phạm tội có liên quan đến ứng dụng nhắn tin Telegram.